tình yêu không phải là một trận tuyến và trái tim cũng không phải là bốt đồ. Nó không phải là thứ để tranh đoạt và có thể tranh đoạt. Chỉ có tình yêu mới thuyết phục được tình yêu. Ở Dung Cầm, mà bộ mày hít miền thiệt hả? Tao không biết. Không biết con khỉ, không biết. Mày phải hít nó dữ lắm á. Thôi mà. Mày có chân tao nha. Mày làm báo cáo cho anh nó đánh nha. Yêu một người thôi chưa đủ, cần phải có duyên phận. Duyên phận? Cho miền nè. Bây giờ là lớp 12, mày không tranh thủ á là hết cơ hội nha con. Nhưng mà tỏ tình sao tao đâu có biết. Miền có biết trong lớp có bạn thích Miền không? Miền cũng thích bạn đó. Tao đã cấm Miền qua lại với thứ vô thủ vô thần đó rồi. Đâu phải mình muốn yêu ai là yêu người đó được đâu em. Hay là mày cũng thích Miền? Tao không biết. Mày nói mày không biết, nghĩa là mày đã biết rồi đó. Sau nhiều năm tháng, thấy tình yêu giống như trò chơi đi tìm kho báu vậy. Không biết được thứ mình đào lên là vàng bạc hay là mảnh bát vỡ là mình đứt tay vậy. Phải chi tình duyên ngày đó không dừng chưa cửa, để người mênh mông cô đơn người làm quen giấc mơ, rồi tự trong thâm tâm họ nhận ra chẳng còn bình yên nữa. Tim trái và rung động tươi mới. Hy sinh dĩ nhiên là một phẩm chất của tình yêu, thậm chí là phẩm chất cao cả nhất. Nhưng trong tình yêu, người ta có thể hy sinh tất cả trừ người mình yêu. Năm ấy phải sắp hơn nhưng vẫn vương.